Kính thưa quý vị khán giả, trong quá trình tác nghiệp thực hiện chương trình An toàn giao thông thành phố được phát sóng trực tiếp vào ngày 12 tháng 10 năm 2013 trên kênh HTV1. Những người thực hiện chương trình đã có sai sót nghiêm trọng khi lỡ lời vô ý nói rằng để có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui, đã làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước trong ngày quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và vô cùng hối tiếc về sự cố này, xin được rút kinh nghiệm sâu sắc. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chân thành xin lỗi đồng bào, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với gia quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước anh linh của Đại tướng, cầu mong được Đại tướng rộng lòng tha thứ cho chúng con về lỗi lầm này.